Em Long mua bán xe cũ. Xin chào tất cả anh em đang theo dõi video của em. Hôm nay em Long sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang trọng, rất là phù hợp với những anh em đang có độ tuổi thanh niên hoặc là những chị em phụ nữ. Chắc chắn đi chiếc xe này thì cực kỳ là sang luôn anh em nhé. Trước mắt anh em đây là chiếc Kia K5 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2022 với tông màu ngoại thất là màu trắng cực kỳ là đẹp. Để mà nói về mặt phần đầu xe của chiếc xe này thì chắc chắn là nó đẹp nhất trong cái phân khúc sedan hạng D rồi anh em nhé. Không còn từ gì để miêu tả về cái chiếc xe này nữa rồi anh em ạ. Về phần thiết kế, về mặt đèn xe, cụm đèn pha và cụm đèn hậu thì chắc chắn là nhìn rất là tươi và đẹp. Bây giờ mọi người cùng em đi vào chi tiết về phần thân xe của chiếc xe này. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh về một chiếc xe đã qua sử dụng để cho anh em cùng tham khảo nhé. Bộ dàn lốp của chiếc xe này, mọi người cứ quan sát cho em về phần mặt la răng. Cứ quan sát thật kỹ cho em để mọi người cùng nhận ra được cả chiếc xe này nó chạy được bao nhiêu vạn km rồi anh em nhé. Với kích thước la răng là 18 inch. Đó, đếp lốp 22 nha anh em nhé. Tiếp theo là phần dọc thân xe. Tiếp đến tí nữa em sẽ quay cho anh em những cái em thích ở cái chiếc xe này. Đèn cảnh báo rẽ led tích hợp trên gương. Gương gập chỉnh điện auto, đèn auto. Rất là an toàn với cái tính năng an toàn của chiếc xe này. Những cái đường viền mạ vân gỗ này nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nguyên hàng ghế ở khoang ghế lái đã được chỉnh điện hết cho anh em, từ hàng ghế lái cho đến từ chiếc ghế lái cho đến hàng chiếc ghế phụ bên này nhé, chỉnh điện cho anh em hết rồi, rất là tiện lợi. Mạ vân gỗ nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Mặt da này, táp lô. Về phần đồng hồ kỹ thuật số với cả màn hình trung tâm thì được nối liền với nhau. Anh em có thể thấy nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ có những cái tính năng an toàn và các cái chức năng như kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto rồi. Cái đấy thì chắc chắn là một chiếc xe này nó phải có rồi anh em nhé. Đèn auto, gạt mưa auto hết rồi. Các cái tính năng đàm thoại rảnh tay, Bluetooth, Cruise Control. Đó, điều khiển hành trình đều có hết, tích hợp hết trên vô lăng bọc da ba chấu. Rất là đẹp và còn rất là mới anh em nhé. Nhìn cái phần mặt vô lăng này chắc chắn anh em sẽ thấy là chiếc xe này chạy rất là ít đúng không ạ? 31.439 km. Xe chạy chuẩn, anh em cứ yên tâm chất lượng của chiếc xe nhé. Loa thì trang bị cho anh em loa Bose rồi. Nghe thì cực kỳ là êm tai nhá, cực kỳ là thích luôn. Khoang để chân thì cũng rất là rộng rãi, nên anh em đi thì không sợ gò bó đâu. Tiếp đến là hàng ghế thứ hai, cửa gió điều hòa khoang ghế thứ hai cũng có cho anh em hết rồi, đủ cho 3 người ngồi rất là thoải mái. Chỗ để chân cũng rất là tiện nghi, mà nó sẽ có cái điều chỉnh ở đây luôn, ở bên cạnh bên sườn ghế này để cho anh em điều chỉnh. Có cửa sổ toàn cảnh panorama, rất là tiện lợi đúng không ạ? Không có thiếu một cái gì luôn. Có cả cái đây, rèm che nắng cho anh em, nhưng mà hoạt động bằng cơ nha anh em nhé. Bộ lốp thì cũng có một lốp này thay bộ Michelin cho anh em luôn. Tiếp đến là phần đuôi xe. Nhìn cụm đèn hậu thì được nối liền nhau, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và các cái tính năng an toàn như có cảm biến va chạm phía sau, camera lùi. Tiếp đến là phần khoang cúp xe rất là rộng rãi đúng không ạ? Trong phân khúc sedan hạng D thì rất là rộng rãi cho anh em luôn, cho anh em thoải mái mà để đồ nhé. Lốp sơ cua và bộ đồ nghề vẫn còn theo xe. Những con ốc và những cái đường máng nước keo chỉ của chiếc xe này để anh em đánh giá một chiếc xe đã qua sử dụng, để anh em cùng nhìn và tham khảo xem là keo chỉ nó có còn nguyên hay không và nó có bị đâm va ở phần đuôi hay không. Thì anh em cứ nhìn kỹ thật kỹ cho em nhé. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết hết cho anh em, nên là anh em cứ yên tâm. Xe thì em đều cam kết với anh em là xe không có đâm va, ngập nước, thủy kích. Động cơ hộp số đều nguyên bản hết nha anh em nhé. Không tranh chấp, không phạt nguội. Hồ sơ pháp lý đầy đủ cho anh em sang tên. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì anh em hãy cứ nhìn chi tiết cho anh em. Hãy nhìn chi tiết cho em của những con ốc nhé. Con ốc này, ốc át thì những cánh cửa này. Đó,
để anh em đánh giá cho em nhé, chứ không nhiều người cứ bảo là xe nhiều khi nó lại bị thế này bị thế kia, đi check test thì không hay, có cảnh báo điểm mù. Đây, gương gập chỉnh điện hết rồi, rất là tiện nghi cho anh em. Và cái điều em thích này, ở trên cái mặt đồng hồ kỹ thuật số anh em nhìn cho em nhé, khi mà mọi người rẽ này, xi nhan này, cái này là phải đi cơ, thì nó sẽ hiện ở cái phần đồng hồ này cho anh em, nó sẽ hiện ở cái phần lốp xe, nhìn đi rất là an toàn cho anh em nhé. Có cảnh báo phương tiện cắt ngang này, auto hold, hoạt động điều hòa hoạt động hai vùng độc lập, có cả chế độ lái drive mode hỗ trợ chống trơn trượt. Tất cả các cái tính năng của chiếc xe thì chắc chắn là mọi người đều biết rồi, đều tìm hiểu qua hết rồi đúng không ạ? Em cứ quay chi tiết những các con ốc nhé. Nếu anh em cần trải nghiệm chiếc xe này thì có thể qua cửa hàng Isuzu Việt Nam của em, địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử nhé. Đây là chiếc Kia K5 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2022, lăn bánh hơn 3 vạn km. Em Long đang chào bán với mức giá là 798 triệu. Nếu anh em đang có nhu cầu trải nghiệm về chiếc xe này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.